Công an đã nhận đơn của ca sĩ Vi Oanh và bà Đặng Thị Hàn Ni đề nghị khởi tố ông Đặng Anh Quân, ekip của bà Nguyễn Phương Hằng vì đã giúp sức cho bà này vu khống, xúc phạm danh dự nhiều người. Theo đơn, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông Đặng Anh Quân. Nhóm ekip hậu trường các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng gồm ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, nhóm những cá nhân chủ kênh YouTube tham gia phát tán, đăng tải các video ủng hộ bà Hằng gồm bà Bùi Thanh Quỳnh Như, Jimmy Huỳnh Chương Lê, Long Ngô. Báo Anh cho rằng những người trên đã có hành vi giúp sức tích cực cho bà Hằng thông qua các kênh mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok. Những người này đã nhiều lần chỉ đích danh và có những lời lẽ vu khống, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của bà. Tương tự, nhà báo Hàn Ni cũng đề nghị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bà Lê Thị Thu Hà, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, ông Huỳnh Công Tân, Đặng Anh Quân về hành vi làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.